Em xin chào các bác nhé. Có bác nào mà đã có công suất hay là một con âm ly size nhỏ gọn để mình ghép loa chưa? Vâng, nếu chưa có thì hãy nhấc máy lên alo ngay cho em nhé. Thì hôm nay em giới thiệu đến các bác nó là cái dòng Onkyo có mã là FRL7SX. Cái dòng này thì nó là đời USB, mặt nhôm phay, màn hình quắc trắng, màn hình to. Đây các bác nhé. Đấy, volume có giải LED rất là đẹp. Con này dù ngày hay đêm, dù sáng hay tối thì nó đều đẹp các bác nhá. Đây, vì nó có giải LED này. Đấy, màn hình trắng này, dễ nhìn này, không bị lóa mắt này. Mặt nhôm phay tạo độ sang này. Đấy, vỏ màu trắng xám nhìn nó đẹp. Rất là nhiều chức năng để các bác sử dụng cho con máy này. Kết nối được với điện thoại này, máy tính này. Kết nối đường quang qua Smart TV này, qua đường kết nối đường TV qua đường quang này. Rồi bác nào mà cần thêm giải trầm thì có cắm con trầm vào đây. Đấy. Cầu loa thì nó là cầu kẹp các bác nhé, cầu kẹp. Hình thức thì đây các bác nhìn thực tế nhá. Hàng này thì em nói chia sẻ luôn là em không có sửa chữa hay là mông má đâu các bác nhá. Đấy, bởi vì là hàng bãi thực sự bác nào có nào bán vậy thôi. Đẹp bán đẹp, xấu bán xấu. Hỏng em bán thanh lý mà, chứ em không có sửa chữa hay là mông má gì cả. Đây các bác nhìn thực tế này. Nếu như mà em sửa chữa nhá, hay là em mông má không bao giờ em để các cái kiểu như này. Đấy, em sẽ dùng sơn em xịt lại cho nó mới kính cong. Đúng không ạ? Bởi vì bây giờ cái công nghệ sơn bây giờ nó thật các bác là sơn các bác không thể phát hiện được, không thể nào phát hiện được. Bởi vì người ta dùng các cái loại máy nó đánh nó nhẵn lắm các bạn, đánh nhẵn thín luôn. Sau đó họ phun nó như mới các bạn, còn thậm chí cũng đẹp hơn mới luôn ấy. Đấy, nhưng mà nhà em không bao giờ làm bởi vì là cũng có nhiều đơn vị rồi, nhiều đơn vị có đến cửa hàng em ngỏ lời là sẽ giúp cho cái việc là vỏ lắp rồi các cái mặt máy nó đẹp. Đấy, người ta gò hàn rồi người ta sơn xi lại cho đẹp nhưng mà nhà em không làm. Đấy, không chơi. Bởi vì nói thật với các bác là để nguyên thì còn dễ bán, chứ tự dưng lại thêm vào đó 3 đến 400 nghìn một con như này để khắc phục mông má thì có khi các bác lại không mua. Đấy. Thì cứ để như này, mộc mạc này các bác lại còn mua nhiều. Chứ còn đã sửa chữa mông má là các bác lại không mua. Bởi vì cái đặc sản của hàng bãi của nó là gì? Nó phải là như vậy. Đúng không ạ? Chứ còn đã sửa chữa mông má là khách không thích. Thế nên là nhà em là không bao giờ làm cái trò mông má hay là sửa chữa. Có tất cả bán thế thôi. Ví dụ như con này hàng đẹp của em nhá, con này hàng xuất sắc 100% nhá. Đấy. Thì em bán của nó phải rơi khoảng con này là 2,5 triệu. Tuy nhiên thì đây nó hơi bị xíu này. Đấy. Bị xíu này. Được chưa? Đấy. Đây, còn cái này nó là bụi thì về các bác này, lau nó hết nhá. Này. Băng dính mà, này. Cạo nó cũng hết. Đấy. Thì con em để các bác có 1.450.000 thôi. Đúng không ạ? Đấy thì đẹp, chỉ giá cao mà hàng trung bình như con này thì bán tầm đấy thôi ạ. Đó. Rồi. Đấy thì hình thức thì có nào thì em bán cụ thể và như vậy thôi. Chứ không có mông má hay là sửa chữa đâu. Thì đấy, các bác mua hàng em là cũng sướng ở cái chỗ đấy. Và em bán là nó thật sự là em cũng chia sẻ hết mình luôn. Có là em bán thế thôi. Còn con này thì giải mã của nó thì nó là giải mã 24 bit, sử dụng công nghệ D-Link 2 các bác nhá. Đấy. Có cả USB này, CDMD. Tuy nhiên thì CDMD thì bỏ qua giúp em các bác nhá. Bởi vì là về mắt nó cũng kém với các bác. Đấy, thì thôi bỏ qua giúp em. Thì cứ tập trung cho em vào cái phần giải mã 24 bit. Rồi, kết nối USB rồi điện thoại máy tính thoải mái. Đây em lên bản nhạc các bác nghe thử luôn này. Thank you.
xa rời, rời vùng quê lên thành đô. Mong sao tôi sẽ mau thành công. Tôi đã với em rằng giờ sớm mai tim nở hoa, từng giọt nắng ấm áp chiếu sáng khung trời, nhuộm màu áo quê đã xanh bước duyên nào. Dạ vâng, nghe nó hay quá mà cứ mãi ngồi nghe các bạn. Thực sự là những cái dòng đời cao này thì nói chung là về chất âm của nó ấy các bạn thì không thể chê được. Đấy. Chỉ có mỗi tội là hàng mà ví dụ đập hộp của nó thì nó hơi cao thôi, chứ còn những con hàng bãi như này thì các bác mua. Thực sự con này nó đẹp chứ đúng không các bác? Con này đâu phải là xấu đâu đúng không ạ? Con này em thấy là đẹp chứ, quá đẹp luôn đấy. Đấy, mà chất âm con này nó đời nó cao các bạn, nghe nó sướng. Các bác cứ hình dung là các cái điện thoại các bác ấy, ngày xưa các bác dùng các điện thoại mà bấm nút này nó rất là chậm mà nó đơ đúng không ạ? Đấy, nhưng mà khi sang các cái điện thoại đời mới bây giờ các bác dùng sướng không ạ? Chắc chắn là nó sẽ mượt hơn rất là nhiều, bởi vì là công nghệ nó thay đổi mà, nó thay đổi theo từng ngày từng giờ luôn các bạn. Thế nên là những cái con như này nó sướng lắm, nghe nó phê lắm. Thì đấy, thì bác nào mà chốt con này thì alo em, số điện thoại đặt hàng là 0966 594581 hoặc số 0979 891 682 nhá. Em test nhanh lốt qua các cái đường ví dụ như đường quang này. Đây, đường quang thì các bác sẽ chuyển cho về chế độ digital. Đấy. Thì đây nó là đường quang này. Vâng nhá, còn cái USB này thì em có một cái USB ở đây mà không biết là em để đâu ấy, thì nó lẫn vào đâu rồi ấy. Thì bây giờ tìm thì nó hơi lâu các bạn. Đấy thì cái thời lượng video thì nó có hạn thì thôi, bây giờ như này. Cái CD ở con cái quang và cái ấy thì em xong rồi các bạn nhá, quang và cái đường quang và đường điện thoại em test rồi. Còn cái USB này thì hẹn các bác là để em tìm nó ở đâu rồi em test lại bàn giao sau. Đấy, bác nào chốt thì ở đây. Hàng về. Xe này vừa tới chợ qua xong xong lại quay lại nhỉ? Chắc là đi kiểu nhầm. Đây đây các bác ơi, em test lốt cái này xong em ra em hàng nó về các bạn. Đấy, đây USB đây các bác nhá. Đấy. Đây các bác nhá, thì đây là USB này. Đấy, thì đây nó là cái con này thì nó đọc được cả tên ca sĩ và tên bài hát các bác nhá. Đó. Rồi, đấy thì bác nào mà chốt con này thì alo em nhá. Giá là 1.450.000. Vâng, xin chào các bác và hẹn các bác tại video tiếp theo bên em nhá.